Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác 4 chiếc đồng hồ treo tường thuộc dòng Tả Lê size lớn. Và những chiếc đồng hồ này được sản xuất năm 1960 năm 1970, sản xuất tại Hà Lan. Và trong cả 4 chiếc đồng hồ này sẽ bao gồm là 3 chiếc đồng hồ Tả Lê size lớn với phần mặt số được mạ vàng. Và đặc biệt hơn, trong 4 chiếc đồng hồ này sẽ có một chiếc đồng hồ với phần mặt số được mạ bạc. Và trên chiếc đồng hồ được mạ bạc này sẽ có dòng chữ đây, Womin Holland. Rất đặc biệt nha các bác, một chiếc đồng hồ với mặt số được mạ bạc với dòng chữ Womin Holland. Womin W.U.B.A có nghĩa là tên của nhà sản xuất những chiếc đồng hồ này. Và rất hiếm khi gặp những chiếc đồng hồ với phần mặt số có dòng chữ Womin Holland ngay trên phần mặt số. Cả 4 chiếc đồng hồ này đây, các bác đều sở hữu phần ngoại thất khá là đẹp, khá là sang trọng. Đây, mang đậm chất cổ điển châu Âu của những chiếc đồng hồ Tả Lê Hà Lan. Và cả 4 kích đồng hồ này được kích thước tổng thể với chiều cao là 65cm, bề ngang là 28cm, bề dày là 17cm. Về máy móc thì những chiếc đồng hồ này đều sở hữu cho mình những bộ máy chính hãng W.U.B.A, hoạt động quả lắc chạy tuần lên dây. Sở hữu cho mình một chiếc chuông chén nổi tiếng sẽ chuông một lần. Và cả 3 chiếc đồng hồ này sẽ đồng giá với nhau là 5.300.000 cho một chiếc. Giá rất mềm để sở hữu một chiếc đồng hồ Tả Lê size lớn. Và bây giờ thì em sẽ vào phần chi tiết của từng mẫu. Và em sẽ gọi theo số thứ tự từ 1, 2, 3 và mẫu cuối cùng là 4 để các bác dễ phân biệt. Và mẫu đầu tiên, đây các bác sở hữu cho mình phần ngoại thất khá là đẹp, khá là long lanh. Rất đẹp phần ngoại thất, những hoa văn chi tiết ở đây đều sở hữu là phần hoa văn chi tiết được làm bằng chất liệu đồng đặc. Rất đẹp nha các bác. Chiếc chuông chén, bây giờ em sẽ quay kim để cho các bác nghe tiếng chuông. Đây các bác, phần âm thanh rất cổ điển các bác. Do ở một clip này em quay đến 4 mẫu đồng hồ nên em sẽ rút ngắn thời gian. Còn về phần ngoại thất thì em sẽ cố gắng quay thật chi tiết để các bác dễ lựa chọn. Đây là mẫu đầu tiên. Và đến với mẫu số 2. Đây các bác, ở phần ngoại thất rất là đẹp. Đây các bác, mẫu số 2. Đây. Ở mẫu số 2 này, điểm đặc biệt sẽ nằm trên phần trái tạ. Đây, trái tạ này sẽ hình giọt nước, nó sẽ khác với mẫu số 1. Đây các bác, đây, giọt nước này sẽ có bề dài, nó dài hơn. Nhưng về cân nặng khối lượng thì cả những chiếc tạ ở đây đều cùng khối lượng với nhau các bác. Đây, rất đẹp, nhìn rất cổ điển các bác. Và giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông. Mẫu số 2, phần âm thanh cũng nghe rất hay, rất cổ điển. Vậy sẽ đến mẫu số 3. Đây các bác, và mẫu số 3 này thì hình trái tạ sẽ là hình quả lê các bác, quả lê của châu Âu. Đây, nhìn rất là cổ điển nha các bác. Bóc miếng mảnh con này ra. Đây các bác, rất đẹp. Về phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, đây, rất long lanh, cực kỳ sang trọng các bác, một chiếc đồng hồ Tả Lê mang đậm nét cổ điển châu Âu. Bây giờ em sẽ quay kim cho các bác nghe. Âm thanh rất hay các bác. Mẫu số 3 ở phường Đỏ Tạ, mang kiểu dáng hình trái lê của châu Âu. Và mẫu cuối cùng đây các bác, ở mẫu cuối cùng đây là một mẫu nổi bật nhất trong 4 mẫu này. Đây một mẫu với phần mã số được mạ bạc. Ở đây thì phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này được sơn tông màu gỗ, màu nâu sáng, những đường vân gỗ soi ẩn nổi rất là đẹp. Kiểu các bác sờ tay vào những cái đường vân gỗ này, đây các bác, những cái sớ thịt sẽ nổi lên. Đây là vân gỗ thật các bác. Đây mã số rất đẹp. Điểm nhấn là phần mã số bạc Womin Holland, này rất hiếm gặp. Đây các bác, chiếc đồng hồ sở hữu phần ngoại thất rất là đẹp, rất là cầu kỳ sang trọng, phần mã số nổi bật. Và cả 4 chiếc đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu W.U.B.A, Horwim, được sản xuất tại Hà Lan, đều sở hữu cho mình những nét đẹp riêng. Đây, đây các bác, từ 1 đến 4 đây, đều sở hữu cho mình phần ngoại thất vẻ đẹp riêng. Đây, phần âm thanh sẽ nghe rất khác nha các bác, chứ không phải giống nhau hết đâu. Vậy em xin báo giá lại với các bác là mức giá là 5.300.000 cho mỗi một chiếc đồng hồ. Đây là một sự mức giá rất mềm để các bác dễ lựa chọn cho mình một chiếc đồng hồ ưng ý với mình. Đặc biệt ở những dòng Tả Lê size lớn này thì rất được các bác quan tâm. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay một trong 4 chiếc đồng hồ Tả Lê size lớn cực đẹp này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909 55303, hoặc các bác để đến ngay địa chỉ cửa hàng của em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong 4 chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, với những nút like và để nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển, để làm thêm nhiều hình ảnh hay hơn các bác xem. Cảm ơn các bác.